Ngày 22 tháng 8, Cục Phòng chống HIVS Bộ Y tế đã thông tin về hoạt động của nhóm bông hồng đen, cầu vồng đen liên quan đến vụ tự ý lấy máu xét nghiệm HIV cho học sinh tại phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Ai là người tài trợ tiền cho hoạt động của nhóm? Theo thông tin từ cơ quan này, nhóm bông hồng đen đang triển khai hoạt động của dự án Bảo vệ tương lai, tăng cường các can thiệp mới dựa vào cộng đồng nhằm kiểm soát lây nhiễm HIV trong nhóm thanh niên sử dụng ma túy tại Việt Nam, tại phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Hoạt động này được tổ chức do nhóm có ký kết thỏa thuận với Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng SCDI, đơn vị chủ dự án. Dự án phát triển với nguồn hỗ trợ từ tổ chức Expertise France của Pháp đã được liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam phê duyệt triển khai tại 7 tỉnh thành phố, trong đó có Hải Phòng. Cũng theo tổ chức SCDI, trong kế hoạch hoạt động được nhà tài trợ đồng ý có chi trả cho người tham gia nhận dịch vụ tư vấn xét nghiệm là 100.000 đồng. Đây là tiền hỗ trợ đi lại và chi trả 25.000 đồng khi giới thiệu một người khác tham gia. Do đó, việc nhóm chi trả cho người tham gia xét nghiệm đúng với đề cương của dự án có cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra, nhóm bông hồng đen còn triển khai một số hoạt động phòng chống HIVS thuộc dự án phòng chống HIVS của VUSTA do Quỹ Toàn cầu phòng chống HIVS lao sốt Z tài trợ giai đoạn 2021-2023. Cũng theo thông tin từ Bộ Y tế, nhóm bông hồng đen có 5 thành viên, trong đó chỉ có một thành viên đã tham gia lớp tập huấn về tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng. Từ ngày 1 tháng 1 đến 18 tháng 8, số khách hàng được nhóm này tư vấn xét nghiệm sàng lọc HIV là 204 người và đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Tuy nhiên, thông tin về độ tuổi người được xét nghiệm HIV có thể không đảm bảo tính chính xác do được người xét nghiệm thông báo về độ tuổi và không xuất trình các giấy tờ chứng minh nhân thân trước khi làm xét nghiệm. Nhóm bông hồng đen xét nghiệm HIV bằng cách nào? Về kỹ thuật xét nghiệm sàng lọc HIV, nhóm bông hồng đen sử dụng sinh phẩm xét nghiệm, thanh lấy máu đầu ngón tay đây là kỹ thuật đơn giản sử dụng kim chích máu đầu ngón tay dùng một lần thiết kế dùng một lần khi đã sử dụng thì kim thụt vào trong và không tái sử dụng được để chích nhẹ đầu ngón tay sau đó nạn lấy một giọt máu để làm xét nghiệm tương tự như xét nghiệm theo dõi đường huyết bên cạnh đó nhóm còn sử dụng sinh phẩm tự xét nghiệm bằng dịch miệng đây là kỹ thuật sử dụng dịch miệng để làm xét nghiệm sàng lọc HIV theo cục hivs hai kỹ thuật xét nghiệm trên đã được tổ chức y tế thế giới khuyến nghị làm xét nghiệm tại cộng đồng do đơn giản dễ thực hiện và đảm bảo không gây lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm từ người xét nghiệm sang người được xét nghiệm